Bom ơi, Bom. Bom Bom. Cái gì? Đi cà phê, đi cà phê. Gì vậy? Được không? Đâu rồi? Ông chủ mua. Ông chủ ta mua cho tao. Ông phải lặn lội lên Sài Gòn mua mới có đôi dép này nha. Mặc dù là mang ở dưới quê. Này là đôi dép lào da bò. Này dưới quê mình đầy chứ đâu ra mà tôi phải lên tới tận Sài Gòn. Cái vấn đề là tao thích ông phải lên Sài Gòn mua. Thôi đi uống cà phê, nói nhiều quá, đi uống cà phê. Đang đi làm uống cà phê. Trời ơi, cái gì vậy Bom? Mày nói là mày ngon lắm mà. Mày nói cái gì bà chủ cũng nghe lời mày hết. Thì bây giờ mày uống cà phê, mắc mớ gì mày sợ. Cái gì vậy nổ? Mày sao vậy nổ? Mày điên hả? Đang đi làm tự nhiên uống cà phê sao bà chủ bà đuổi việc rồi sao? Giờ này mà còn sợ bị đuổi việc nữa. Bỏ đi uống cà phê đại đi chứ có cái gì đâu mà phải sợ. Đi với tao. Cái gì tao chịu trách nhiệm chứ. Thôi bỏ đi. Mà nói chung mày làm vậy rồi lương bổng mày ngon lành hơn tao không mà sao mà mày làm quá trời làm vậy? Ủa mày mắc cười quá à. Lương mày thấp hơn lương tao tới 500 ngàn rồi. Mà Tết nha, Tết mà bảy ba còn cho tao thêm 3 bộ đồ nữa con. Lương mày hơn tao 500 ngàn? Hơn 500 ngàn. Bà bảy cho mày 3 bộ đồ? 3 bộ rồi. Mày đi về quê luôn đi. Mày đi về nhà mày đi. Gặp tao là tao không có làm. Đây mày nhìn. Thấy chưa? Đẹp không? Đẹp không? Ở đâu ra vậy? Ông chủ ta mua cho tao đó. Mày biết cái lá này lá gì không? Lá gì vậy? Lá dương sĩ. Mày ngu, lá này lá dừa. Tao thích kêu là lá dương sĩ được không? Tao nói cho mày nghe nha. Tao nói ông chủ con thích một cái áo có lá dương sĩ. Là có liền áo lá dương sĩ. Lão mua lá dừa. Tao mới nói chuyện gì mà tao mệt quá. Mà tao nói mày nghe mày ngu lắm. Mày là cái thằng ngu nhất. Sao ngu vậy? Làm thì cũng vừa phải phải thôi. Làm quá trời làm. Cuối cùng lương hơn tao có 500 ngàn. Rồi coi 3 bộ đồ. Trời ơi là trời. Cái gom. Làm nai lưng ra làm. Trời. Gì vậy? Tự nhiên ủa bữa nay qua đây rủ đi chơi mà làm gì xẻ xói vậy? Nghề nghiệp tôi bạn ơi. Đồng nghiệp. Tao tức cho mày là gì? Đồng nghiệp với mày. Tức. Tại sao tao làm tốt vậy? Tao làm ở một cái chỗ mà nó quá trời đẹp và lộng lẫy như vậy. Mà tao nói bằng ăn bận nè. Còn đi chơi là thoải mái. Mà sao mày lại không được như vậy? Thì tại vì bà chủ bà thương, bà nói là làm hết công chuyện nhà đi rồi bà lên lương cho. Rồi mày làm từ sáng gì hết công chuyện nhà chưa? Còn nữa, còn chút xíu rồi xong rồi. Trời ơi, mày làm xong tới 12 giờ khuya. Mày có gì tao nói mày nha. Bây giờ nè, cứ bỏ đi, đi chơi với tao. Về bà mà nói tiếng nói nào mày quậy lên cho tao. Mày xúi tao quậy lên xong rồi cho bà bảy bà đuổi việc tao luôn. Phải đấu tranh cho cái nghề nghiệp của mình. Cứ quậy lên, bà mà nói tiếng nói nào, nghỉ. Ở đợi có cái đẳng cấp của đợi chứ. Thấy tao không nè, nó đi chơi thoải mái, quần áo đẹp, xe xua với mọi người. Làm sao? Là đi chơi, bà mà đụng tới là nghỉ. Là bây giờ là có phải có đẳng cấp của mình? Đúng, chính xác. Tức là bây giờ là tao là sẽ quan trọng với bà bảy lắm. Hay nhưng mà bà lỡ đi chơi xong về bà đuổi làm sao? Tao nói rồi, đuổi thì nghỉ, kiếm việc khác làm. Cỡ mày buông ra, biết bao nhiêu người muốn, biết bao nhiêu người thuê. Mình có cái đẳng cấp là biết bao nhiêu người thuê mình. Cái quan trọng là đuổi ra ngoài đường kiếm việc làm khó lắm, sợ bị đuổi lắm luôn á. Chắc chắn 100% với mày luôn, không bao giờ đuổi. Chắc không? Đây, mày lấy ví dụ như tao. Ông chủ tao mà ho cái là con nghĩ à nha, là ông sợ liền. Không bao giờ dám đuổi. Là bây giờ đi chơi được. Đi chơi được. Dùng lên rồi đòi tăng lương được. Đúng. Nhưng mà bà chủ bà sẽ không bao giờ đuổi, bà chắc chắn không đuổi đúng không? Chắc chắn không đuổi. Mày hứa với tao không? Hứa với mày luôn. Mày hứa nha. Uy tín. Rồi mày hứa với tao là đúng. Không đuổi nha. Bà lỡ bà có đuổi mày thì cơm mày ăn cơm tao ăn đâu liên quan gì nhau. Dạ. Không có ý tao nói là mà bà mà đuổi thiệt á thì mình đi chỗ khác mình làm. Còn nhiều chỗ ngon hơn vậy nữa. Thiệt không năm nổ? Đây, nhìn tao đi. Thời này ở đợi có giá lắm nha chứ không phải là đơn giản bình thường đâu nha. Nè, mua dép có dép, mua áo có áo, đòi cái lá dương sĩ là có lá dương sĩ. Dơ cái bàn mới lao. Mày có sợ cái gì hết trơn á. Nghĩ đi. Bây giờ đi chơi đúng không? Đi chơi. Đúng rồi. Chuyến này tao phải dung lên. Tao phải đòi lại công bằng. Tính ra hồi đó giờ bà bảy bóng lột tao lắm luôn á. Chứ còn gì nữa. Nhìn tao đi làm mày biết rồi. Nếu mà đã bóc lột như vậy rồi không làm nữa, đúng vậy, đi chơi. Đúng, đi chơi. Ê, có lương chưa? Đi đi, ra ngoài uống thiếu cũng được. Đi. Không đi nữa, đi chơi. Đi. Bơm đâu rồi? Cái thằng này, nay kêu vậy mà nó cũng không nghe nữa. Làm gì dưới vậy không biết nữa. Bơm!
Trời ơi cái thằng này, mớm đâu? Trời đất ơi, con có nghe bà kêu không mà con không trả lời vậy hả? Không, nãy vẫn mới đi chơi về. Cái gì? Đi chơi về? Dạ. Trời đất ơi, công việc nhà mày làm xong chưa mà mày bỏ đi chơi mày để cái cửa vậy hả? Rồi lỡ ăn trộm vô lấy đồ hết rồi ai đền? Ủa bà bình tĩnh, bà làm gì bà nóng dữ? Sao không nóng được, trời ơi, mày bỏ cái nguyên cái nhà này rồi lỡ có chuyện gì xảy ra sao? Con đi ra ngoài là con có lý do của con đi ra ngoài là tại sao? Tại sao? Con cứ công chuyện của con, mắc mới vậy bà hỏi con vậy? Trời đất ơi, nay mày ăn gan trời hả? Mày dám trả lời với chủ nhà như vậy đó hả? Thì tại vì con biết hết trong ruột bà rồi. Bà hồi đó giờ là bà là bóc lột con nè, bà đàn áp con nè, bà gọi là bà hút máu con nè. Trời đất ơi, bà... mày làm gì là tao yêu tình yêu nữ vậy? Làm gì mà tao bóc lột hút máu mày hả? Thì bà đó giờ bà chèn ép con, bà không lên lương cho con nè. Trong khi lương của người ta ngoài kia kìa, người ta nãy người ta săn đón con, người ta mà kêu con mà nghỉ làm bên bà đi làm bên chỗ người ta trả cho mấy chục triệu. Nín, ai nói hả? Ai nói công việc nhà giúp việc mà trả mấy chục triệu? Ai nói là vậy thôi? Vậy thôi tao cũng đóng cái cửa nhà này luôn, tao đi làm ở đợ luôn, tháng mấy chục triệu cho khỏe không? Nè, bà nói cho con biết nha, lương bà trả cho con là cao hơn những nơi khác mấy trăm ngàn rồi. À, không có cái chỗ nào mà cao hơn bà trả hết, bởi vì bà thấy con dễ thương, hiền lành đó, thì bà mới trả vậy. Chứ ai nói với con là ở ngoài mấy chục triệu hả? Ai nói? Thì năm nổ đó, nó nói với con là con có giá lắm, con xiên gì nè, con giỏi gì nè, khi ra ngoài người ta muốn là mấy chục triệu luôn á. Bây giờ bà có lên lương cho con không? Bà không lên lương con nghỉ. Hả? Con nghỉ. Nghỉ đúng không? Rồi bà sẽ làm theo nguyện vọng của con, chắc chắn bà sẽ cho con nghỉ ha. Nhưng mà trước khi bà cho con nghỉ, bà sẽ nói rõ cho con biết, tại vì con khờ, con ngu quá đi. Thằng đó nó tên gì? Năm nổ. Con tên gì? Tương Bom. Rồi ha, nổ mà gặp bom hai đứa bay đụng nhau hả? Đụng nhau một cái là nó banh xác ha. Nghe lần nó đi rồi banh xác nha con. Nó suốt ngày nó nổ thôi, nó lo rong chơi, nó không có làm việc gì hết á. Cứ tụm năm tụm ba ra ngoài kia uống ha, uống rồi thiếu người ta, thiếu nợ người ta, rồi người ta đi vô trong cái nhà mà nó ở đợi đó, người ta đòi nợ ở trong đó đó. Biết chưa? Ha, nó làm biến làm nhát, nó không có lo làm, rồi giờ nó kéo theo mày, nó kêu mày xin nghỉ luôn. Thì con nói chung là con không biết chuyện của thằng Tư, con nổi là của nó. Con là Tư Bom, mày giải quyết chuyện của con đi. Bây giờ bà có lên lương cho con không? Bà mà không lên lương con nghỉ. Chứ bây giờ con trình độ của con ra ngoài, người ta nói, thằng Năm Nổ nói là trình độ con bây giờ là giỏi lắm rồi. Rồi giỏi lắm rồi ha. Trình độ của con rồi, đi ra ngoài người ta cho rửa chén, lau nhà, cho bò ăn ha, rồi cũng đi tắm bò, rồi được chăn bò luôn nha, chứ đừng có nói trình độ của con. Còn con ha, bà nhận con về đây là vì bà nể tình ba má của con. Ở dưới quê nghèo khó quá, khổ sở quá mới đem con lên đây để con làm, rồi đem gửi tiền về cho ba má con. Còn con muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi nha. Vô gom đồ hết, ra đây, đi vô gom đồ liền ha. Rồi ra đây tao nói cho mày nghe nha, chưa, nó đó ngày hôm qua đó, nó qua bên đây nè ha, nó kêu tao ra nó gặp riêng. Nó nói sao? Nó là cho mày nghỉ đi, rồi kêu nó về, nó hứa nó sẽ làm việc đàng hoàng. Nó xúi mày nghỉ để làm gì? Để nó được về đây nó làm. Bởi vì á, nói với nó là ăn chơi không, nó đàn đúng không, nó đâu có lo làm việc nhà đâu. Vì vậy nên mới muốn đuổi nó. Nó mất việc, nó muốn qua đây nó xin. Mà trước khi nó xin việc ở đây thì sao? Nó phải tìm cách cho mày nghỉ việc, rồi nó mới xin việc làm được. Mày hiểu không? Sao mày ngu quá vậy hả? Ủa thiệt không bà? Thiệt chứ sao không thiệt? Hồi sáng nó còn dám đem nguyên cái đôi dép lào da bò qua đây, nó nói nó khoe là ông chủ nó mua cho nó luôn á. Nó ăn cắp đó hả? Nó ăn cắp đó, ổng đi tìm nó kìa. Ổng đi tìm nó kìa. Mày chơi với nó đi, rồi mới mốt đồ gì mà nó quăng qua đây là ổng nghĩ mày ăn cắp, là ổng qua bên nhà này ổng hành tao nữa là mày coi chừng nghe chưa? Nghe hết chuyện rồi đúng không? Đi vô gom đồ đi về dưới đi. Nhanh lên. Bà đừng có đuổi con nha bà. Chả tại con nghe lời Năm Nổ, con xin lỗi bà. Con á, con đứng núi này trong núi nọ làm cái gì hả? Lo đi làm kiếm tiền đi rồi gửi về phủ ba mẹ của mình. Bây giờ vậy nè, bà biết con cũng lo công việc nhà đàng hoàng lắm chứ không phải không, nhưng mà thật sự con thấy công việc nhà có làm gì đâu. Con quét nhà, cái con nấu cơm, cái bà về bà làm đồ ăn, rồi xong cái tới cử cái con đem cỏ ra cho con bò ăn thôi, chứ có làm cái gì mà nặng nhọc đâu. Nhưng mà cứ làm đi, rồi cuối năm á bà tăng lương cho, bà còn thưởng nữa. Thiệt không bà? Thiệt. Dạ cảm ơn bà.